Mượn lục giác bảy bảo ơi. Mượn lục giác ơi. Mượn lục giác sáu này cái. Xe đang thiếu đúng cái này. Thêm nước béo này nọ các bạn coi. Xe dên mà mình buông ra từ từ mình đi nè bạn, mình không lên ga đúng không? Phê không? Không hề giật nha. Mà quan trọng nhất á là xe làm dên mà không rung một chút nào hết. Kể cả bây giờ mình có thả bô êm vô thì nó cũng chỉ là bị yếu đi thôi. Chứ nó không có chuyện rung nữa các bạn. Nó không có bị tê, nó không có bị rần, không có bị bất cứ một cái gì hết đó. Chạy nó rất là đã. Li là đâu ta? Đúng. Mất công chạy xe người ta đúng không? Mất công chạy rồi một của người ta chết thiệt. Đó là một của Quân nè. Wow, đẹp quá. Mượn cái lục giác bảy bảo ơi. Mượn cái lục giác đi. Mượn cái lục giác tháo cái này cái. Xe đang thiếu đúng cái này. Đẹp quá. Rồi bú xong rồi hả? Mới kêu à. Để nó ra. Cháo Yamaha đẹp quá ta. Fan không à? Yamaha ghê thiệt.
Hôm bữa mình bị nói quá các bạn nên mình phải lấy xe da mình đi. Giết mẹ. Giờ 6 tháng em mới gặp lại Quân á. Nửa năm rồi. Làm sao phải về nửa năm. Ghê thì. Cho anh trà chanh này đi. Ê, thôi thôi thôi. Phê đen mà pha loãng thôi. Ừ. À, mượn coi cái nón của Quân coi. Có cần xíu thôi. Cái này mà nó cho to xíu nữa đẹp ha. Có, nó có cái đuôi gắn riêng mà. Gì hả? Gắn ra, gắn rồi tháo cái này ra. Không, không, châm lên luôn. Đẩy vô luôn. Ủa gì kỳ vậy? Vậy là dán, đúng dán rồi. Ồ. Nhìn nó bự nó ra như con sát vậy. Đẹp, vậy mới đẹp. Cái này cái bà SV. Cái bà SV phải 20 triệu. Má rác không? Cái này dán hơn luôn. Ừ không dán gì hết mà. Nó không bị nổi sừng 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 lên luôn. Ừ được canh nước á. Chứ Cubita nó còn. Ừ Cubita nó còn nổi. Xong cái thấy dậm xe một cái. Dậm ga lên cái má xe. Nó thì ứng domino rồi. Không domino luôn á. Không được, được đâu. Tại vì chân chống rồi. Tự nhiên thấy Bảo đứng lên đổi xe đi chỗ khác. Không mà đẹp thiệt. Nó ai hút cỏ sớm bây giờ. Cái mâm của anh mấy cái chuyện 17. Cái niền 17. Có chứ, túp lét hết. Tại đi còn xa mà. Mười mấy. Không có nhớ chính xác nữa. Tại vì chỉ lấy được cái bộ niền Excel thôi, còn lại là đùm da này nọ hết luôn á. Rồi cầm là cầm Nova ở trong thay hết. Em đang mò là con Scrambler của em phải được. Scrambler nào? Dạ, Scrambler 813 á, cũng đúng quá. À, nếu mà là vậy thì nó có mấy cái đồ của nó sẵn rồi mà. Dạ, em biết nhưng mà kiểu em muốn thay cái size bánh sau thì nó bé béo lên tí á. À. Thì cứ đi mâm 17 rồi 3.5 rồi đi lên được cỡ 170-180 thôi, tại vì em lên nữa thì nó chắc chắn là nó sẽ cạ cái mép mà lốp vô trong cái gấp á, không có lên béo được quá, tại vì cái gấp mình gấp đôi mà đâu có đi là béo được quá đâu. Uống cà phê cái để chút nha các bạn, lấy con ram quay xe Quân với lại xe chung là hẹn uống cà phê một tháng rồi, mình với lại Phan Quân với lại Phan Bảo mới uống cà phê được với nhau mày. Phan Bảo. Ai? Chiếc cầu cào của Phan Bảo. Mình đi R7 nha. Má vừa xách đích ra là nắng lên nữa. Tại vì nắng quá. Thì cái group của tụi mình là có cái tên là hai da một Honda, cho nên mình quyết định mình đi Yamaha các bạn. Mình đi con WR của mình. Đây là xe của anh Quân. Thì cái set bo này là only ở Việt Nam rồi. Hiếm ha, đẹp với hiếm quá trời. Cái tăng sơn Bonamici. Rồi chống độ T-Red Bonamici. Phượt only đằng trước, à lộn đằng sau. Đằng trước vẫn là zin thôi. Có được một cặp tay Gala Speed chữ đỏ luôn, quá đẹp. Rồi Rizoma Steel cũng mười mấy triệu rồi. Cánh gió cũng mười mấy triệu nữa, bạn thấy đẹp không? Cánh gió này Vinh đang tính gắn lên con CBR của Vinh nè. Nhưng mà Vinh chưa có biết được nó có hợp hay không á. Tại vì các bạn thấy ở đây nè. Ở đây nó sẽ liền một mảnh nè các bạn thấy không? Mảnh dàn áo của họ là liền nè. Còn con CBR của Vinh là nó sẽ bị chẻ để làm đôi. Nó có nối miếng này cho nên gắn cánh gió này á, thì nó sẽ hơi bất tiện mỗi lần mà tháo dàn áo ra làm cái gì đó. Thì phải tháo lâm la, mình đang suy nghĩ. Carbon nhiều nha, gần full rồi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 mảnh carbon à, biết bao nhiêu tiền rồi. Kính gió gì đây? Buick là kính gió mình rất là thích. Đẹp quá. Các bạn coi tay côm mà Gala Speed nè, đẹp ra chưa? Miễn bàn ha. Rồi cái nắp bình xăng Rizoma giống xe Vinh đó. Còn con R7 này thì Vinh cũng có quay nhiều rồi. Hình cũng úp nhiều á. Con của Bảo thì carbon rất là nhiều các bạn thấy không? Carbon quá trời luôn.
Rainbow này cũng là zin rồi, có cái lon SC này nó hay. Đó, cái clip bên dạo phố với Bảo đó. Nắng quá đi thiệt. Quá nắng. Mình thấy R1 với R7 cái nào đẹp hơn? Lần sau nè, so sánh dễ biết nhất. Đó, cái đuôi y chang các bạn thấy không? Phần đuôi y chang luôn thấy không? Hay ha. Đó, quay sơ sơ vậy thôi. Nắng quá bạn, chịu hết nổi rồi. Quá nắng. Quá chụp hình. Elbray. Trời ơi, anh em đưa lên nón thấy khác liền không? Ghê thiệt. Khoan khoan chụp hình cái để biết đi uống cà phê với nhau chứ. Vậy không mua quảng cáo gì ở thằng tay hả? Ngon. Đó, cho mấy anh lớn, mấy anh nổ máy trước chứ xe mình êm quá. Không, anh nói đẹp ha, luôn ha. To dễ sợ bộ. Yeah. Cái gì? Ê mà đâu có ồn đâu. Đâu có bị ồn đâu. Đẹp quá. Đấy. Có lý do lên carbon rồi đó. Như là chết rồi. Nhanh dữ vậy? Chí mệt quá à. Cắt đuôi luôn rồi. Bên trái đi. Chơi mà chơi cắt đuôi.
sợ mình đi chung á. Chạy gắt đuôi hay gì vậy ta? Ừ. Như sợ mình bị mình phát hiện đi đổ xe hay gì. Ê, tính ra đối diện có quán cà phê đúng em luôn. Cái vậy sáng ra đi ngồi bà cho rồi. Rớt máy ra kìa, vệ sinh bít tông với lại thay bít tông đồ này nọ cho nó mới rồi. Ừ, cũng như là ai dí vậy á. Không, em chạy sau cho Bảo lên, cái Bảo lên xong cái Bảo kiểu mất chạy cũng đau rồi. Má sản thiệt, đẹp quá. Thiếu cái gì Bảo cái... Cần Bảo muốn bán lắm rồi. Đẹp quá nè. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Coi chụp lên tấm hình đi Bảo, má đẹp quá Bảo. Chụp lên tấm hình coi. Nhìn cho giống Lê 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 đẹp quá mày. Má có tâm vậy được rồi Bảo, má có tâm quá Bảo. Đẹp. Chụp sao nhìn giống R7 luôn. Chết mẹ anh Quân, giờ anh Quân phá Facebook nè.